Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay rất vui được quay trở về với khu vực của thành phố mới để cập nhật giới thiệu cho anh chị những thông tin đầu tư kinh tế ảnh hưởng đến quá trình mà anh chị mua vào bán ra của bất động sản tại khu vực Bình Dương. Và trên kênh chúng tôi xây dựng sẽ đưa cho anh chị những lời chia sẻ, lời khuyên trong quá trình anh chị đầu tư. Và nếu có cơ duyên được hợp tác với anh chị thì anh chị hãy vui lòng liên hệ với số hotline ở bên dưới trong phần mô tả của video anh chị nha. Rất vui và hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác với anh chị làm việc, tìm kiếm sản phẩm hoặc là mua vào bán ra cho anh chị ha. Và trong cái giai đoạn này nó có ảnh hưởng đến cái quá trình của bất động sản như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ phân tích ở trên kênh. Cho nên là anh chị nhớ theo dõi hết video. Cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã ấn nút like, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để cho nhiều người được biết, nhiều người được có những cái cơ hội phân tích đầu tư, tránh những rủi ro trong quá trình chúng ta mua vào bất động sản, mua như thế nào để cho một cái sản phẩm nó thật là tốt nhất anh chị ha. Và ngày hôm nay tôi xin phép được cập nhật, giới thiệu cho anh chị. Đó chính là Trung tâm Thương mại Thế giới WTC Gateway. Và với cái trung tâm thương mại lớn nhất này được khởi công từ cuối năm 2023 rồi. Và đây là một trong những khu phức hợp trung tâm tại trung tâm thành phố mới Bình Dương. Với quy mô lớn nhất của nước ta luôn, diện tích gần 170.000m2 anh chị ạ. Và với cái trung tâm thương mại thế giới này thì có những cái gì? Nằm trong khuôn viên của phát triển thành phố mới gần 1.000 hecta với quỹ đất rộng lớn như thế này thì chúng ta sẽ có một trong những cái khu phức hợp trung tâm thương mại được triển khai xây dựng tại phường Hòa Phú. Vòng xoay ở phía dưới anh chị quan sát thấy đó chính là vòng xoay của Chu Văn An, thành phố mới tỉnh Bình Dương, có diện tích là 168.000m2 này thì dự án bao gồm các hạng mục như trung tâm mua sắm cao tầng gồm 6 tầng anh chị ha, trung tâm nghệ thuật văn hóa thể thao, rạp chiếu phim, khu vui chơi trong nhà cũng như là văn phòng hội nghị, khu thể thao trong nhà luôn. Với cái khu tòa phức hợp thương mại, khách sạn nữa, một cái quảng trường lớn, một đài phun nước và tuyến nhà ga metro trung tâm của thành phố mới Bình Dương. Với cái tuyến này thì anh chị sẽ dễ dàng di chuyển về khu vực của thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh bằng cái tuyến ga metro này, rất là nhanh luôn anh chị ha, kết nối với cái tuyến ga metro của Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta sẽ có được một cái trung tâm thương mại WTC Gateway này được đánh giá có vai trò cực kỳ là quan trọng trong quá trình mà thu hút những doanh nghiệp bán lẻ cũng như là giải trí F&B nhằm nâng cao cũng như là cung cấp những cái đời sống cho người dân được tốt hơn, tạo cái môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp địa phương. Bên cạnh đó thì WTC Gateway này còn là một cái tuyến nhà ga trung tâm. Như vậy thì thành phố mới sẽ liên kết được với cái tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, giúp cho việc di chuyển từ khu vực Bình Dương đến với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trở lên thuận tiện cũng như là tiết kiệm thời gian chi phí. Dự kiến thì trong năm nay WTC Gateway này sẽ đi vào hoạt động. Đây là một trong những dự án của BKMX IDC đầu tư và phát triển. Và với cái chủ đầu tư của BKMX IDC này thì anh chị cũng biết rồi, thành lập từ năm 1976, cổ phần hóa vào năm 2018. Và doanh nghiệp này là vốn cổ đông của nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương, khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh sở hữu tới 95,44% vốn điều lệ rồi anh chị ạ. Tuy nhiên vào hồi tháng 5 2024 thì Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định giảm tỷ lệ vốn sở hữu của nhà nước ở mức chỉ có 65% đến hết năm 2025. Như vậy thì đồng nghĩa với việc sẽ thoái hơn gần 30% cổ phần ở doanh nghiệp này. Thoái vốn ở đây để cho được có những nhà đầu tư tư nhân vào để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và anh chị cũng biết BKMX IDC được biết tới là ông trùm trong mảng của khu công nghiệp và cũng là nhà phát triển hạ tầng số 1 của Việt Nam, nắm giữ trong tay khoảng 7 khu công nghiệp phát triển, tổng diện tích hơn 4.700 hecta đang triển khai trực tiếp vận hành. Với hơn 30% thị phần cấp tỉnh, BKMX IDC đang là chủ đầu tư khu công nghiệp lớn nhất tại Bình Dương với 3,6% thị phần toàn quốc. Doanh nghiệp này đang đứng thứ 3 tại Việt Nam anh chị ạ. Và BKMX IDC còn liên doanh với doanh nghiệp của Singapore để thành lập ra công ty liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship. BKMX IDC sở hữu tới 49% vốn rồi anh chị ạ. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển thì tới nay BKMX IDC có khoảng 23 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực như khu công nghiệp, xây dựng, thương mại, bất động sản, dịch vụ, viễn thông, công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, cảng, giáo dục và cả y tế nữa. Rất là nhiều những cái hạng mục được đầu tư của công ty này. Doanh thu mỗi năm của BKMX IDC rơi vào 7.000 đến 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dao động khoảng 1.000 đến 2 tỷ đồng, 1.000 đến 2.000 tỷ anh chị ạ. Trong quá trình mà mới quý 1
năm 2024 thì doanh nghiệp này đã ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ lên gần 812 tỷ đồng, biên lãi gộp đạt mức kỷ lục 71% và lãi ròng là 118 tỷ đồng anh chị ạ. Và theo đánh giá của các chuyên gia, động thái xây dựng trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất của Việt Nam này của BKMX IDC cho thấy sức hấp dẫn của ngành bán lẻ trong nước. Trong một báo cáo gần đây của Colliers, các nhà phân tích đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ hàng đầu và hấp dẫn nhất trên toàn cầu. Giám đốc của bán lẻ khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Savill, ông Nick Prasjit cho rằng Việt Nam, Thái Lan đang là một thị trường nổi bật tại Đông Nam Á, thu hút rất nhiều chú ý của chủ đầu tư cũng như là những doanh nghiệp bán lẻ. So với Thái Lan, Việt Nam sở hữu nguồn cầu nội địa rất là lớn, nên ngành bán lẻ nước ta ít bị phụ thuộc vào những yếu tố của nước ngoài. Theo nhận định của ông Nick Prasjit này, so với Singapore thì Thái Lan, thị trường Việt Nam có lợi thế nổi bật cao hơn. Tại Việt Nam, hầu hết các thương hiệu nổi tiếng quốc tế đã xuất hiện như Louis Vuitton, Dior, H&M, Zara, tất cả những cái công ty lớn của thế giới này thì mới chỉ mở ở Việt Nam được 1 đến 2 cửa hàng thôi tại các thành phố lớn. Do vậy đây là một trong những cơ hội để cho các thương hiệu và nhãn hàng này tới mở rộng thị trường tại Việt Nam. Như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái trung tâm thương mại rạp chiếu phim ở cái vòng xoay này. Vị trí này là cực kỳ đắc địa, kết nối tam giác vàng giữa khu vực thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát. Và anh chị cũng biết là trong quá trình vừa qua thì rất nhiều báo đài đã dịch chuyển những khu công nghiệp tại khu vực trung tâm như Dĩ An, Thuận An di dời về khu vực của xa hơn phía Bắc, phát triển cụm công nghiệp ở khu vực của Bến Cát, Bầu Bàng, Tân Uyên và cả Vũ Giáo nữa. Thì với cái tốc độ phát triển hạ tầng và đầu tư tại Bình Dương như vậy thì Bình Dương sắp tới là luôn luôn trở thành trong những cái địa điểm, một cái vị trí để cho rất nhiều những nhà đầu tư vào đây. Như vậy thì tình hình kinh tế phát triển nó sẽ bền vững cho khu vực Bình Dương. Anh chị đầu tư vào khu vực Bình Dương, rất nhiều những anh chị đang tìm kiếm những cơ hội để an cư lạc nghiệp tại khu vực Bình Dương này. Và nếu như trong giai đoạn này chúng ta xem tham khảo cập nhật vị trí, anh chị tùy theo cái mức tài chính của chúng ta lựa chọn sản phẩm nào nó phù hợp nhất. Tại vì trong một quá trình phát triển thì rất là lâu dài và bền vững rồi. Tuy nhiên rằng chúng ta xét về phương diện đầu tư thì còn rất nhiều những thứ chúng ta cần phải làm và phải nói anh chị ạ. Chứ không phải là ùn đi mua và chúng ta chưa hiểu hết được tạo những cơn sóng thì đầu tư như thế nào, sóng ngắn, sóng dài hiệu quả hay không. Thì chúng ta phải canh được cái điểm sóng này chúng ta đầu tư thì nó mới hợp lý. Và mua gần hay mua xa thì nó còn tùy thuộc, thứ nhất là tài chính của anh chị, đừng quá tham vọng mua và vay. Cuối cùng chúng ta trừ ra lãi ngân hàng thì chúng ta chẳng còn lợi nhuận, có khi còn lỗ nữa. Cho nên rằng thứ nhất, mua vừa tầm trong giai đoạn này, đầu tư trung và dài hạn để chúng ta có một cái kinh tế phát triển bền vững. Và thời gian vừa qua 1 tháng 8 cũng đã có rất nhiều những điều luật mới xác định cũng như là đầu tư an toàn bền vững, ràng buộc nhà đầu tư cũng như là mua bán bất động sản tại khu vực Bình Dương. Như vậy thì anh chị cập nhật những thông tin mới để chúng ta, thứ nhất là sổ sách giấy tờ làm sao, cần những thông tin gì, tránh những rủi ro, cũng như là trong giai đoạn này thì tất cả những anh chị mua tại Bình Dương cũng phải hai vợ chồng đi mua. Và tôi sẽ làm một cái video cập nhật những thông tin mới nhất tại Bình Dương về cái thủ tục pháp lý của giao dịch bất động sản tại khu vực Bình Dương cho anh chị, để anh chị tránh những cái rủi ro ha anh chị ha. Và tôi sẽ làm trong những cái video sắp tới. Nếu như anh chị đang quan tâm cái những cái sản phẩm tại quanh khu vực của thành phố mới này để đầu tư thì hiện tại bây giờ cũng rất nhiều những ông lớn đang đầu tư tại khu vực của thành phố mới này. Những ông lớn về đây xây dựng đại đa số là xây nhà phố liền kề tầm trung và cao cấp không à, chung cư nữa. Cho nên rằng những vùng ven này cũng là một cái quanh của cái khu vực thành phố mới, bất động sản sẽ bắt đầu có cái tỷ trọng đẩy lên và nhích dần. Cho nên là anh chị chờ đợi mua và chúng ta sẽ có được cái biên độ phát triển của bất động sản càng ngày càng nâng lên, và nhưng mà sẽ đều và không phát triển ảo nữa anh ạ, không tăng giá ảo đâu. Cho nên rằng chúng ta lựa chọn sản phẩm nào thì liên hệ với số hotline của Bình Dương Land Review, tôi sẽ tư vấn giới thiệu cho anh chị ha. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video và có những thông tin chi tiết hơn chúng tôi sẽ cập nhật trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.